Mến chào quý cô chú và anh chị. Hôm nay chị có về đèn mang sông, đèn dầu với đồ đồng các loại, đồng hồ, bàn ghế, tủ trang điểm và đồng hồ tủ để giao lưu với cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đây là mã số 1 đầu tiên, một cái nón lá hội đồng. Đó, hôm qua em cũng đáng bán mấy cái rồi, cái này thì cũng còn nguyên zin. Đó, quay này thì có thể gỡ ra lại được cho cô chú anh chị mình ha. Đó, cái này thì lành tích 100%. Đó, quay bọng nó cũng vẫn còn xài tốt, bình thường không gì hết. Đó, cô chú chị mình xem giùm em nha. Đây. Đó, cái hôm qua là còn tem nguyên zin, còn cái này thì mất tem rồi. Đó, đường kính cái này là 3 tấc 7 nha cô chú chị mình ha, nón lá hội đồng cô chú chị mình thấy mũ pháp nó rất là dẻo. Mấy cái này thì tuổi đời tầm khoảng có chừng 7 80 năm đến 8 90 năm hết trơn rồi. Đó. Cái này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.6 triệu bao ship toàn quốc nha. À, mã số 2. Đây là nón lá ông hội đồng nha. Đó. Đây, quai bọng được vẫn còn khá là đẹp. Đây. Nón thì cũng còn nguyên si lành tích được 99%, không có bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào hết. Mũ này là mũ Pháp nha. Nón chuẩn xưa, tuổi đời thì tầm khoảng cỡ 6-70 năm, 7-80 năm trở lên. Đó, xây này là xây lớn nha. Đó, để em đo cho chúng chị mình nha. 2 tấc 1. Đó, bề dày, bề ngang của nó luôn là 1 tấc 9. Đây, hàng liền lạc, lành lặn, đồ nguyên si lành tích 100%, không có bị bể mẻ đắp giá bất cứ chỗ nào. Cái này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 3.2 triệu bao ship toàn quốc. Đây, mã số 3B, đó chính là một cái nón lá hội đồng luôn. Một cái nón hội đồng nha, quên em xin lỗi. Đó, xây này là xây chung. Đó, tầm đường kính 2 tấc cho đến 1 tấc 8. Đây, bên đây thì nó lủng một lỗ chỗ này. Cô chú chị mình lưu ý và xem giùm em nha. Đó, chỉ có một chỗ này thôi. Còn tất cả bao nhiêu là đều lành tích hết trơn luôn nha. Liền lạc, lành lặn, không có bị chỗ nào nữa hết. Chỉ có một chỗ cho ngay chân chỗ này thôi. Đó, rất là đẹp. Quai bọng cũng vẫn còn. Đó. Đây, cái nón này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn, có giá là 2.8 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha, hàng nguyên zin. Mã số 4, đó chính là một cây cân giá bằng đồng, chất liệu là đồng hết trơn nguyên cây luôn nha cô chú anh chị mình ha. Hàng này cũng còn khá là liền lạc, lành lặn luôn. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em. Đây, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chất liệu bằng đồng hết, từ dây xích cho đến giá cân, trái cân. Đây, 2 tấc 3, giá cân này là 2 tấc 3 nha, trọng lượng nặng là 1,2 kg. Cây này thì có giá là 1.100.000 bao ship toàn quốc cho quý vị mình luôn. Mã số 5, đó chính là một cái ấm bằng đồng nha. Đó, quý vị mình xem giùm em nha. Hè này cũng còn khá là đẹp. Đó, liền lạc lành lặn, ấm này được khoảng được 1 lít nước. Chất liệu bằng đồng, nặng 400 gram. Bao đánh bóng và bao phí ship cho quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 600.000 bao ship bao đánh bóng toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 6, một cái ấm tiểu nhị. Đây, ấm này được 10 lít nước nha. Hàng này cũng còn khá là đẹp, trọng lượng nặng là 3 kg. Đó, cô chú anh chị mình xem giùm em một vòng nha. Đó, 3 kg mấy mà em tính 3 kg thôi. Đó, rất là bự. Chiều cao tính từ quai trở xuống tới luôn là 3 tấc 8. Chu vi ấm của nó luôn là 99 nha, gần 1 mét. Rất là đẹp, hàng liền lạc, lành lặn luôn. Nói chung là vẫn xài tốt bình thường. Ấm này thì em giao lưu là 2.2 triệu bao ship toàn quốc cho quý chú chị mình luôn nha. Đó, tới những cái hộp đựng trà, hoặc là đựng nước, hoặc là đựng cà phê của chú chị mình muốn đựng gì đựng nha. Đây. Đó, trọng lượng nặng là 1,3 kg. Mã số 7. Đây, nút dặn của vẫn còn găng nha, găng vẫn còn xài dặn tốt. Đó. Đây, để dưới đây, liên lạc, lành lặn luôn, chất liệu bằng đồng. Cái này thì có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc cho quý anh chị mình luôn nha. Còn một cái duy nhất. Đây, cái ấm thủy này chắc là đựng nước hoặc là đựng đồ gì đó, của chú chị mình có thể xách đi tới đi lui bình thường nha. Đó, chất liệu là bằng đồng đỏ. Đó, của chú chị mình xem giùm em nha, nắp thì bằng đồng vàng. Đó, mã số 8. Chiều dài của nó luôn là 3 tấc 2, chiều cao của nó luôn là 1 tấc 3, bề ngang là 2 tấc, trọng lượng nặng là 900 gram. Đó, cái này thì có giá là 1.100.000 bao ship toàn quốc.
kèn này thì 600 ngàn một cây. Đó, bao ship cho cô chú chị mình luôn toàn quốc nha. Bao đánh bóng chất liệu bằng đồng 3 tấc 3, mã số 9, 600 ngàn một cây. Bao ship, bao đánh bóng toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Mã số 10, đó chính là một khung hình để kiến nha, chất liệu bằng đồng, nguyên si lành lặn. Đó, đồ này là chuẩn đồ Pháp xưa nha. Bề ngang phủ bì là 2 tấc 9, chiều cao là 2 tấc rưỡi, hàng liền lạc lành lặn, chất liệu bằng đồng. Đó, để những tấm hình yêu thương của cô chú anh chị mình ha, rất là đẹp, rất là sang. Đó, cái này thì có giá là 1 triệu bao ship toàn quốc luôn. Đó, còn mấy cái em giao lưu cho cô chú anh chị mình luôn nha. Mã số 11, này là để tấm hình lớn nha, rất là đẹp để ngay bàn trang điểm của cô chú anh chị mình ha, hoặc là để phòng khách cũng rất là đẹp. Chiều cao là 3 tấc rưỡi, bề ngang là 2 tấc 3. Hàng thì cũng còn liền lạc lành lặn, chất liệu bằng đồng nguyên zin. Đó, chuẩn đồ Pháp, chất liệu bằng đồng nha. Hoa văn họa tiết khỏi chê. Cái này cũng là 1 triệu luôn, bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Đây em có những cây đèn mang sông nha, cái này là mê tomat. Đó, cây này là mê tomat nha. Đồ gin này của nó cũng khoảng tầm được là 80%. Đó, cái nắp này lai, cái chá này lai. Bầu này là bầu gin, da bơm là đều gin hết. Về của chú chị mình vệ sinh là mình xài tốt, bình thường không gì hết nha. Đó, chất liệu và bằng đồng. Bầu này là bầu thao, bầu đồng nha. Mê tomat là hàng của Đức nha của chú chị mình ha. Đồ này là nội địa, mã số 12. 2 triệu 800 ngàn bao ship toàn quốc nha. 2 triệu 8 bao phí ship. Mã số 13, Aida, chất liệu là bằng đồng luôn. Đây, đó, nút dặn dầu là cũng là Aida. Hoặc là da bơm này nè, nút dặn dầu cũng là Aida luôn. Cái này cũng là Aida luôn. Đó, cũng đồ nguyên zin của nó cũng rất là cao. Cái này cũng là Aida luôn nha. Bầu này bầu đồng. Đó, bầu này thì nó bị móp cho này tí xíu do thời gian lâu ngày người ta xài. Nắp này lai, nắp chụp này cũng lai nhưng mà cũng còn đầy đủ linh kiện. Nói chung là em bán thì em bao đầy đủ linh kiện cho cô chú chị mình thôi nha. Đó, về của chú chị mình vệ sinh là mình xài thôi. Cây này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, cũng giá là 2 triệu 8, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đây, tới cây mã số 14, ách cơ. Đó, cây này là nguyên zin của ách cơ nha cô chú chị mình ha. Hàng này cũng còn khá là đẹp, liền lạc lành lặn luôn. Đồ thì đầy đủ linh kiện của ách cơ hết. Đó, tim bọng đồ em gắn cho cô chú chị mình bình thường luôn nha. Đó, 1 triệu 400 ngàn bao ship toàn quốc ách cơ. Đó, đây, đó, 1 triệu 4 bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, mã số 15. Đó, cũng là ách cơ luôn nha cô chú chị mình ha. Hàng cũng liền lạc lành lặn luôn. Đó, chất liệu là bằng đồng, nói chung là bằng đồng hết. Đó, ống khói đều ghim. Đó, tim thì em cũng gắn đầy đủ cho cô chú chị mình ha, xài là ok. Nó về vệ sinh lại cũng là 1 triệu 4 bao ship toàn quốc nha. Đó, mã số 16B. Đây, một cây đèn dầu chất liệu bằng đồng của Pháp. Đồ này em bao đồ Pháp xưa nha. Đó, ai nói đồ Trung Quốc em tặng luôn. Đây, tim vẫn dặn lên dặn xuống bình thường, tim là 5 tấc. Đó, tim 5 phân chứ quên em xin lỗi, 5 tấc bự lắm. 5 phân. Đó, đây ống khói còn rất là gít nha. Đó, còn mình gắn vô thì cũng vẫn bình thường không gì hết. Bầu này hơn nửa lít, 2 triệu 400 ngàn, 2 triệu 4 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn. Đây, còn cây này cũng còn nguyên zin luôn nha. Tim vẫn dặn lên dặn xuống bình thường, nắp chụp trên cũng vẫn còn luôn. Chuẩn đồ Pháp xưa. Đó, tuổi đời mấy cái đèn này khoảng tầm 30 năm trở lên nha. Quý chị mình cứ an tâm. Đó, vẫn dặn lên dặn xuống rất là nhẹ nhàng. Đây, cây này cũng là 2 triệu 4 luôn. Em bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đó, mã số 18. Đây, cây này cũng dặn lên dặn xuống bình thường, tim là tim bự nè, cô chú chị mình xem cái tim giùm em nha, rất là bự, 5 phân. Đó, nhãn hiệu còn trên còn nằm đây, dưới nằm đây, bầu cũng như vậy luôn, nguyên zin. Đó, chuẩn đồ xưa. Cây này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn, có giá là 2 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc, bầu này gần lít dầu lận nha. Đây, tới cái trò. Đó, cái trò để dĩa trái cây lên, đó, để trên bàn thờ nha. Đây, đó, cái trò này bằng gỗ là gõ nha. Đó, chất liệu gỗ là bằng gõ, gõ đỏ mình á. Đây, mã số 19B. Chiều cao là 4 tấc 2, chu vi trò
là 89 nha. Hàng liền lạc là lặn luôn. Đây, trò này thì em giao lưu với cô chú chị mà luôn có giá là 4,5 triệu. Bao ship toàn quốc cận ốc rất là đẹp, không mất con ốc nào hết. Đó, tới cái hộp trang điểm mã số 20B. Đó, hộp đựng đồ trang điểm nha, của mấy quý bà ngày xưa, chiều cao là 1 tấc 9, chiều dài là 3 tấc 2. Đó, chiều sâu vô cũng là 1 tấc 9 luôn. Đó. Đây, hộp cẩn, chất liệu gỗ là bằng gõ. Đó. Hộp cẩn rất là đẹp nha, rất là tơ tóc. Đây, hộp trong thì vẫn để đồ trang điểm được nha. Cô chú chị mình mua chân đề co hoặc là mình về mình vẫn sử dụng bình thường được nha. Xung quanh bốn góc đều là bọc đồng hết. Đây, cái này thì em giao lưu với cô chú chị mình luôn có giá là 3 triệu bao ship toàn quốc nha. 3 triệu bao ship toàn quốc. Mã số 21B đó chính là một cái bình Biên Hòa xưa. Đó. Tuổi đời tầm 20-30 năm, chiều cao 5 tấc 3, đường kính miệng 2 tấc 3, hoành bụng 75. 85 chứ quên, em xin lỗi nha. Hàng cũng còn khá là liền lạc lành lặn, chỉ có lỗi lò đây thôi. Cái này là lỗi lò chứ không phải bị gân bị nứt nha cô chú chị mình ha, lỗi lò. Về cô chú chị mình nhìn dấu lỗi lò là mình biết liền nha. Nguyên si là lặn, chỉ có được dấu lỗi lò đó thôi. 1,3 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó. Số điện thoại của em là 0939806464, đó là số Zalo và Facebook nha. Mã số 22B, một cái ché lái thiêu xưa. Đó. Đế này làm lại nguyên cái đế luôn. Đó. Làm lại tại chiều cao khoảng cả 1 tấc nha. Đó, có sao lại báo chính xác. Chiều cao là 55, đường kính miệng 2 tấc 2, hoành bụng này là 105. Gãy hai quai. Đó, còn khúc trên là liền lạc lành lặn, gãy hai cái quai bên đây và bên đây. Đó. Ché này thì em giao lưu là 2 triệu bao ship toàn quốc cho quý của chú anh chị mình luôn. Mã số 22. Mã số 23, một cái phù điêu cổ nha. Cái này thì chuẩn xưa cho quý của chú anh chị mình luôn. Đó, tượng này là bằng Atimon. Đó, của chú chị mình nghe tới Atimon đã biết đồ xưa rồi. Mặt số là La Mã. Đó, vẫn xài tốt bình thường nha. Nói chung là vẫn hoạt động tốt. Đó, của chú chị mình xem giùm em nha. Đó, chuông quýnh rất là hay. Hàng này là của Đức. Đó, hai cái chân nến của nó là để hai bên. Đây, để em đo chiều bề ngang nha. Bề ngang là 3 tấc 1, chiều cao của nó luôn là 5 tấc, chiều sâu vô của nó luôn là 1 tấc 6. Hàng liền lạc là lặn luôn. Đá này bằng đá đen, rất là đẹp luôn nha. Đó, đá này là đá đen chứ không phải là sơn như của chú chị mình ha. Cái này là người ta đục chạm nè. Đó, bởi vì của chú chị mình lưu ý và xem giùm em nha. Rất là đẹp. Đó, chân là bằng Atimon. Đó, chiều cao cặp chân nến là kế bên nha cô chú chị mình ha. Đó, cũng là bằng đá luôn. Đây, bộ này thì em giao lưu là 15 triệu bao ship toàn quốc. 15 triệu bao phí ship cho quý cô chú chị mình luôn nha. 15 triệu bao phí ship luôn. Đây, em còn một cái đồng hồ tạ ly. Còn chỉ có một cái duy nhất xây nhỏ. Đây, chiều cao là 49. Bề ngang lớn nhất là 2 tấc 1, còn chỉ có một cái duy nhất vẫn xài tốt bình thường nha. Đó, cái này mình treo tạ lên mình mới quýnh được nha, nhưng mà em bao xài cho quýnh chị mình luôn. Đó, quýnh rất là hay. Xung quanh ở đây là đều đồng hết nha, chất liệu bằng đồng hết cho quý chị mình ha. Đó, xung quanh những cái này là bằng đồng hết. Tạ lê cũng là bằng đồng. Tuổi đời mấy cái tạ lê này thì tầm khoảng có chừng 20-30 năm rồi. Đó, còn một cái duy nhất. Đây. Đó, em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn. Đây là tạ xích, đây cô chú anh chị mình xem giùm em ha. Máy là máy lớn nha, quýnh rất là hay. 2,900,000, còn một cái duy nhất em thu hồi giá vốn lại luôn. 2,900,000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước nha. Đó, em còn 3 cái đồng hồ. Còn 3 cái đồng hồ treo tường. Đây, chiều cao là 70, bề ngang là 3 tấc 1, mã số là 25B. 5 gông 5 búa, à, quên em xin lỗi, 8 gông 8 búa nha. Đó, Villet. Đây, rất là hay nha. Đó, tại nó đụng gông thôi, quýnh thì đụng gông thôi. Máy là máy lớn, bao xài thoải mái vô tư. Máy móc thì em bao không tu dồn cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Nói chung là hàng liền lạc lành lặn luôn. Đó, bao xài. Đây, cây này là khỏi chê chỗ nào. Đó, đây, giá còn 3 cây duy nhất 4,200,000 bao ship toàn quốc. Mã số 25B.
Đó, cái lô em là 7-80 cây, giờ còn chỉ có 3 cây này thôi là đã hết lô rồi. Đó, cô chú chị mình ủng hộ giùm em nha. 26B, chiều cao là 66, bề ngang của nó luôn là 3 tấc 2, cũng là 8 gông 8 búa. Đó, cây này thì chưa vệ sinh chùi dầu mặt thì nó nguyên zin như vậy nha. Bên đây thì nó hơi chày, cái mặt đồng hồ nó hơi chày tí xíu nè. Đó, cô chú chị mình có sao là em báo chính xác cho cô chú chị mình luôn. Máy là máy lớn, đó, bao xài thoải mái vô tư. Đó, cũng là 4,2 triệu bao ship toàn quốc luôn. Còn có 3 cây ha. Đó, em giao lưu giá vốn lại cho quý cô chú chị mình có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Đó, qua số điện thoại là 0939 806464 hoặc là 0898 997764, cũng đều là Zalo và Facebook hết. Chiều cao 75, bề ngang 32, cũng là 8 gông 8 búa luôn nha. Đó, quýnh rất là hay, mặt số tròn. Đó, đó. Mấy cái này là chuẩn xưa hết trơn nha cô chú chị mình ha. Kiến là kiến mo. Đó, mặt số là mặt số nó hơi mờ tí xíu nhưng mà vẫn xài tốt bình thường. Ba nồi, 8 gông 8 búa, âm thanh quýnh dữ dội rất là hay. Cũng đồng giá là 4,2 triệu bao ship toàn quốc. Đó, và máy móc thì em bao xài cho quý cô chú anh chị mình nha, khỏi sợ và khỏi lo. Đó. Mã số là 20. Ủa, hai cái này mã số đâu? 28B. Đó chính là một bộ bàn nha, gồm có là 6 cái ghế pháp, niệm lò xo. Đồ này là em bao chỉnh xưa, ghế này là em bao trên 30 năm, dưới 30 năm trả lại cho em không mất 1.000 phí ship. Và một cái bàn cẩm lai. Đó, bàn cẩm lai này rất là đẹp cho các chú chị mình ha. Bề ngang bàn cẩm lai này là 1m19. Đó, 1m19 nha. Đó, gần 1m2 đó, còn hai phân, một phân nữa là 1m2. Chiều cao là 8 tấc 2. Bàn này vẫn xây được nha cô chú chị mình ha. Cẩm lai. Đó, trụ này rất là lớn. Trụ này, hoành trụ này khoảng có chừng 1m90 nha. Đó, cẩm rất là đẹp luôn cho chú chị mình ha. Cô chú chị mình nhìn dân cây cẩm nè. Đó, xung quanh đều là cẩm. Nói chung là mặt bàn này thì em bao cẩm nguyên si. Đó, nu nè, cô chú chị mình xem mặt nu nè. Đó, rất là đẹp. Mã số 28B. Không kể lời lỗ, ngày hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị mình luôn, có giá là 47 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, 47 triệu không kể lời lỗ ngày hôm nay. Đó, mã số 29B. Một cái bàn bằng cái bàn này ra coi. Đó, chất liệu là bằng gỗ đen. Đó, tuổi đời thì em bao trên 30 năm, dưới 30 năm trả lại cho em. Hai cái ghế ghẻ quạt này là bằng gỗ đỏ. Đó, ghế ghẻ quạt là bằng gỗ đỏ nha. Cô chú anh chị mình thấy cẩn ốc rất là đẹp nè. Đó, trên đây là cẩn nho sóc. Đó, trên đây là cẩn một vàng bông rất là đẹp nha. Đó, đây, tới cái thanh ngang này cũng vẫn còn cẩn nè. Cô chú anh chị mình xem giùm em nha. Ghế này ngồi rất là bự, ngồi rất là thoải mái. Bàn là bằng gỗ đen, ghế là bằng gỗ đỏ. Đây, bề ngang của nó luôn là 5 tấc 9, phủ bì lọt lòng chỗ ngồi luôn là 5 tấc. Vách lưng này thì 5 tấc nha. Chiều cao vách ghế là 99. Đó, một con số rất là đẹp. Chiều sâu vô của nó luôn là 4 tấc 3, hàng liền lạc lành lặn, hai cái ghế và một cái bàn. Đó, đây rất là đẹp. Bàn này thì vuông vức là 80. Đó, vuông vức 80 nha. Đó, bàn thì hai tấm nó nối lại nha cô chú chị mình ha. Nó hơi gần tí xíu cho đường này nè, cô chú thấy gõ giùm em nha. Chất liệu là bằng gỗ đen em bao nha. Đó, còn ghế là bằng gỗ đỏ. Đây, chiều cao của cái bàn là 77. Mã số 29B. Có giá là 19 triệu bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, đây, giá này thì cô chú chị mình khỏi sợ và khỏi lo, em bao cho cô chú chị mình luôn nha. Đó, tại vì nhiều khi em mua nguyên một cái lô nhà của người ta rồi em bán những cái món có lời, còn nhiều cái giá thiệm thu hồi giá vốn để em mua cái khác nha cô chú chị mình ha. Giờ bàn trang điểm xích lên. Này, một cái bàn trang điểm, cái này là đồ này thì khoảng tầm thì giá là 20 năm trở lại đây thôi nha cô chú chị mình ha, không có già đồ. Đó, em mua bán có sao nói vậy nha. Đó, ốc cẩn rất là đẹp. Ốc cẩn xưa nha. Chiều dài tính từ cái tấm chỗ này trở xuống tới đất luôn là 1,5 m.
Đó, 1,5 m nha. Em đo ngang đi. Đó. Là 1,06 m. Chiều sâu vô lớn nhất là 4,5 t, chiều sâu vô nhỏ nhất của nó luôn là 4 t. Đó. Đây cô chú mình xem giùm em ha, rất là đẹp. Kiến này là kiến mới em làm lại nha, kiến kia nó bị bể rồi. Đó, kiến này mới là làm lại. Làm lại tấm kiến thủy mới thôi chứ không có gì hết. Đó, cô chú mình xem hai học hai bên. Hàng liền lạc lành lặn, chất liệu gỗ cũng là bằng gỗ luôn. Đó, cô chú mình xem giùm em dân cây gỗ. Gỗ nó rất là đẹp nha, liền lạc lành lặn. Ốc là 7 màu, cô chú mình xem ốc giùm em nha. Ốc là khỏi chê chỗ nào hết, rất là đẹp. Liên lạc là lặn đây, qua đây nè, quay xéo qua đây nè, ánh nắng nó dạ vô ốc nhìn nó rất là đẹp. Đó. Cô chú nhìn màu ốc tự nhiên nha, chú em không có tẩm màu hay là không có quay mờ ấy gì hết trơn nha. Đó. Đây, bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mà luôn có giá là 27.500.000. Bao ship cho cô chú anh chị mà luôn cũng là toàn quốc luôn nha, 27.500.000. Đó. Mã số 30, mã số 31, đó là một cặp liễn nha. Đó. Đây, cặp liễn này á, là chiều cao của nó luôn là 3 m. Bề ngang của nó luôn là 3 t. Đó. Dáng giày á, là 4 phân. Cái thước may đồ này em đo chính xác là 4 phân luôn nha cô chú chị mình ha. Từ số 1 đến con số 4 luôn. Đây, cô chú chị mình xem giùm em. Dáng giày là 4 phân. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Và tấm dáng này thì em bao cho quý chị mình là đồ nguyên si là lặn, không có mối mọt ăn gì hết. Đó, về của chú chị mình cứ kiểm tra đúng những lời trên clip em nói thì cứ chú chị mình cứ nhận. Đây, ốc này thì em chưa có xử lý lại. Đó, cặp này rất là đẹp. Đây, đó, một cái giá ưu đãi và đặc biệt ngày hôm nay 20 triệu bao ship toàn quốc nha. Một tấm này là kinh không nổi nha. Chuẩn xưa. Trên 30 năm, dưới 30 năm em tặng cô chú anh chị mà làm kỷ niệm luôn. Nếu mà ai nói cặp liễn này dưới 30 năm. Đó, chuẩn xưa nha. Đó, mã số 31B. Đây, cô chú anh chị mình xem giùm em, 20 triệu bao ship cho cô chú anh chị mình luôn là toàn quốc luôn nha. Mã số 32B, một cái đồng hồ tủ. Đó, một cái đồng hồ tủ 12 gông, 12 búa. Đây, mã số mà là 32 nha. Còn 2 cây. Đó, chiều cao là 2 m. Bề ngang của nó luôn là 5 t. Nhỏ nhất, lớn nhất của nó luôn là 5 t 6. Chiều sâu vô là 2 t 8. 12 gông, 12 búa. Máy này là máy Đức. Đó, bao xài thoải mái vô tư cho quý của chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước luôn nha. Khỏi sợ và khỏi lo. Hai cái lỗ tai này nó có hai cái miếng ốp nha. Hoặc là cái mặt sau cũng vẫn có miếng ốp luôn. Máy là máy lớn, đó. Máy là 13-20. Đó. Cây này ngày hôm nay em giao lưu với quý cô chú anh chị mình không kể lời lỗ luôn. Đó, có giá là 23.500.000, 23.500.000 bao ship toàn quốc cho chú anh chị mình luôn nha. Đây. Mặt đồng hồ là 2 t 9 nha. Mặt qua lắc chứ quên em xin lỗi. Mặt đồng hồ là 2 t 8, lịch sao chăng? Có, đây kim dây không có. 23.500.000. Mã số là 32. Mã số 33. Đây, mặt quả lắc này tầm khoảng có chừng 2 t 5. Mặt đồng hồ này thì khoảng chừng 2 t 5 luôn. Đây, cũng là 12 rong, 12 búa. Chiều cao là 2 m. Bề ngang cũng là 5 t luôn nha. Cũng là 12 rong, 12 búa, máy lớn. Đó, hàng này thì bao đẹp cho quý vị mình luôn nha. Chất liệu là bằng đồng hết. Đó, bao xài luôn, chưa vệ sinh bụi bặm luôn nha. Đó, lịch sao chăng nằm trên, kim dây nằm đây. Cũng đồng giá là 23.500.000 bao ship toàn quốc cho quý cô chú anh chị mình luôn nha. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các cô chú anh chị mình trong thời gian qua ủng hộ số Thanh Chịu rất là nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.